Xin chào quý vị, xin chào bà con. Thưa bà con, miền Đất Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa và thời tiết thì thường có những đợt mưa lớn kéo dài. Vâng, và chính nhờ những cơn mưa lớn thì đất được cung cấp thêm độ ẩm, ẩm độ đất cao hơn. Và đây cũng là thời điểm mà được rất là nhiều các nông hộ trên khắp cả nước tiến hành việc xuống giống và các nông hộ trồng cây gỗ lớn cũng không ngoại lệ. Vâng, và mới đây thì ban tổ chức của chương trình khởi nghiệp mới nhận được thông tin là có một nông hộ của chương trình đang tiến hành việc nhập cây giống và tiến hành xuống giống. Vậy thì không biết nông hộ này là ai? Và việc xuống giống của gia đình nông hộ này đã thực hiện được đến đâu? Thì ngay bây giờ để có thông tin, mời bà con hãy cùng theo dõi một trích đoạn ngay sau đây. Nông hộ Quách Văn Nội, địa chỉ xã Bình Hẻm, Lạc Sơn, Hòa Bình. Điều kiện sản xuất, diện tích là 2 hectare với số vốn là 100 triệu đồng. Anh Nội vốn là nông hộ tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Hiện tại, anh mong muốn mở rộng sang lĩnh vực trồng trọt với mô hình trồng cây dổi ghép. Chắc hẳn khán giả của chương trình khởi nghiệp sẽ chưa quên những hình ảnh này. Đây là hình ảnh về chuyến khảo sát đầu tiên của chương trình khởi nghiệp tại gia đình anh Quách Văn Nội vào đầu tháng 9 năm 2017. Trang trại của gia đình anh Nội nằm trên một khu đồi cao. Mặc dù ban đầu chuyên gia đã nghi ngại nhiều do đường xá đi lại khó khăn, tuy nhiên với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và quyết tâm chăn nuôi, anh Nội đã thuyết phục được chuyên gia Vũ Ngọc Sơn để trở thành nông hộ tiếp theo của chương trình khởi nghiệp. Mong muốn nhất của tôi bây giờ muốn tham gia chương trình khởi nghiệp là các chuyên gia hỗ trợ về kinh nghiệm để tôi có kinh nghiệm để chăn nuôi. Sau này muốn phát triển hơn nữa thành một cái trang trại quy mô quy củ hơn ạ, để mong muốn là phát triển kinh tế gia đình. Sau gần 3 năm tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà thương phẩm, nhờ sự tận tình hướng dẫn của chuyên gia và lòng ham học hỏi, anh Nội đã tiếp thu những kinh nghiệm chăn nuôi nhất định. Trong thời gian này, anh đã xuất bán 3 lứa gà. 2 lứa đầu rất thành công với số lãi thu được cao nhất trong số các nông hộ khởi nghiệp. Tuy vậy, đến lứa thứ 3, mọi chuyện lại thay đổi. Trước đây thì mình chăn nuôi gà thì 2 lứa gà thì cũng có lãi, nhưng mà như năm nay ấy, thì gà đắt thì không sao, năm ngoái năm kia thì gà rẻ thì chắc chắn thương lái thì họ làm gì vào tận đây mà lấy. Thì cách đây khoảng ở 30-40 cây ở chỗ Lạc Hưng, Lạc Thủy thì chắc chắn giá cũng như vậy. Thì đường dễ đi, còn trong này khó đi, chắc chắn họ phải lấy ngoài kia rồi. Thương lái không vào lấy, mà mình lại phải bán cho cái thương lái chở xe máy, họ vào bắt từng chuyến. Thứ nhất là cân hao và trừ tiền rất nhiều. Việc xuất bán gặp khó khăn, anh Nội quyết định dừng việc chăn nuôi gà. Khu trường này tới đây anh sẽ cải tạo để chuyển sang mô hình chăn nuôi dê. Thì lúc đầu thì mình làm chuồng gà thì chăn nuôi thì mình cũng háo hức lắm. Nhưng bây giờ là phá bỏ đi cũng buồn. Và vợ với mẹ thì cũng ngăn cản, không cho làm. Thì mình không cho phá, bảo tiếp tục nuôi gà, nhưng mà bây giờ gà thì họ chăn nuôi phát triển đàn ồ ạt nhiều quá. Trong mình không cạnh tranh được, thì mình chuyển đổi sang nuôi dê thôi. Đồng thời với đó, anh quyết định đầu tư sang mô hình trồng cây dổi ghép. Đất này thì trước đây thì mình đã trồng keo được 2-3 lứa rồi, nhưng mà giá trị kinh tế không cao. Thì mình mới bây giờ thì muốn tham gia chương trình khởi nghiệp để trồng dổi. Để giúp anh Nội, giữa tháng 1 năm 2019, chương trình khởi nghiệp cùng chuyên gia Nguyễn Thị Nhung đã xuống gia đình anh khảo sát thực tế. Vượt qua 6 tiêu chí, một lần nữa anh Nội chính thức có tên trong danh sách nông hộ khởi nghiệp với mô hình trồng trọt. Như thế là một thanh niên rất là tích cực ở các cái vùng nông thôn, và chúng ta cần phải phổ biến, để cần phải cho nhiều người học tập để chúng ta tận dụng toàn bộ những cái đất rừng, đất đồi của chúng ta để biến rừng, biến đồi thành những nông sản có giá trị. Đồng thời với việc chấp nhận cho anh Nội tham gia chương trình, chuyên gia Nguyễn Thị Nhung đã khuyến cáo anh cần thực hiện một số công việc nhất định trước khi trồng cây. Thứ nhất, thu dọn thực bì. Thứ hai, đào hố với kích thước tối thiểu là 40 x 40 x 40cm. Rắc vôi bột với lượng là từ 500 đến 700kg trên 1 hectare trước khi trồng 1 tháng. Bón lót 10 tấn phân chuồng hoai mục trên 1 hectare trước khi trồng cây 2 tuần.
Thưa quý vị, thưa bà con, cách đây khoảng 7 tháng trong chuyến khảo sát lần đầu tiên tại gia đình nhà anh nội thì chuyên gia Nguyễn Thị Nhung đã đồng ý cho anh tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình trồng cây dổi. Và đồng thời thì chuyên gia cũng đã khuyến cáo anh những công việc cần chuẩn bị để có thể tiến hành việc trồng cây. Không biết là anh đã tiến hành việc chuẩn bị đến đâu và những công việc này đã đảm bảo tiêu chuẩn hay chưa? Thì ngay bây giờ chương trình và chuyên gia Nguyễn Thị Nhung sẽ tới gia đình anh để kiểm tra thực tế. Chắc là anh kia rồi cô ạ. Chào anh đang đảo phân à? Vâng, cháu đang đảo phân để trộn được cô ạ. Thế là việc chuẩn bị phân bón lót nhà mình đã tiến hành được đến đâu rồi anh nội? Thì anh đang trộn phân chuồng với phân vô cơ để trộn hai cái trộn với nhau cho xuống để trồng cây. Wow. Anh nội là hôm nay đến đây cùng với chuyên gia thì chương trình với lại chuyên gia cũng muốn kiểm tra xem là những cái công việc lần trước chuyên gia cũng trao đổi với mình xem mình đã thực hiện được đến đâu. Đây là khu đồi trồng dổi của gia đình anh nội tới thời điểm hiện tại. Còn đây là khu đồi thời điểm khảo sát cách đây 7 tháng. Có thể thấy khu đồi này đã được anh nội thu dọn khá tốt, tàn dư thực vật đã được đưa đi. Bề mặt đất đã trở nên thoáng đãng, dễ di chuyển hơn rất nhiều. Thì hiện nay thì nhìn chung là nó đã sạch hơn rất nhiều so với hồi trước chúng ta đến. Thế và anh cũng đã đào một số những cái gốc cây keo to đi để anh ấy đánh đi ra khỏi rồi để cho giúp cho đất ở chỗ đấy nó sẽ được tơi xốp. Thế còn một số những cái gốc cây keo nhỏ thì anh ấy chưa đánh kịp thì anh ấy đã phát bằng đi rồi. Như thế này là theo chuyên gia là đã đảm bảo tiêu chuẩn để có thể sẵn sàng trồng cây dổi rồi đúng không ạ? Vâng, với cái đất đồi mà đang chuyển từ cây keo sang thì tất nhiên là để trồng được thì chúng ta phải đào hố và phát quang cỏ xung quanh, ít nhất là trước cái xung quanh cái hố để chúng ta trồng cây đã. Thế và một số những cây gốc cây non thì nó lại đã mọc lên một chút. Vâng. Có mầm xanh thì sau này chúng ta trồng xong thì chúng ta lại bắt đầu phải tiếp tục là phát quang phát, tiếp thì chúng ta cũng chỉ cần lấy máy cắt hoặc là chúng ta có thể lấy liềm chúng ta cắt mặt phát bằng đi là được. Vâng. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, việc thu dọn thực bì về cơ bản đã đảm bảo. Tuy vậy, trước khi trồng cây, anh nội cần xử lý lại thực bì một lần nữa. Việc làm này sẽ giúp các cây dổi mới trồng không bị cạnh tranh cả về dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời với cỏ và cây trồng cũ. Thưa quý vị, thưa bà con, đây là những hố để trồng cây dổi mà anh nội đã đào. Và theo anh cho biết thì anh đã đào theo đúng kích thước và sự tư vấn của chuyên gia. Vậy thì không biết là việc đào cũng như là việc thiết kế hố này thì chuyên gia sẽ đánh giá như thế nào? Đây là một cái hố mà anh đã đào cách đây 2 tuần rồi phải không? Vâng, đúng ạ. Cô xem thì... cái hố của cháu đào như này có được chưa? Tôi sẽ kiểm tra xem cái độ sâu của hố. Tôi cái đo cái độ sâu của hố 2, 4, 6 như thế này là được gần 60 cm, như thế là cũng đã đạt yêu cầu. Và cái miệng hố cũng phải gần 60 cm rồi. Thế mà chúng tôi yêu cầu tối thiểu là sâu 40, rộng 40, thế nhưng mà của nhà anh ấy như thế này là đã đạt yêu cầu. Chuyên gia Nguyễn Thị Nhung cho biết hố trồng có tầm quan trọng rất lớn với sự sinh trưởng của cây. Tùy theo tính chất đất, kích thước hố sẽ có sự thay đổi. Tuy vậy, về cơ bản, nếu hố trồng có kích thước lớn, bón nhiều phân chuồng hoai mục, cây trồng có sự phát triển dễ và hấp thu dinh dưỡng thuận lợi hơn. Cùng cái thời điểm anh đào hố ấy, thì chúng tôi có hướng dẫn anh là bón vôi bột để khử trùng đất. Ở cả trên mặt hố và cả miệng hố đáy hố thì anh đã làm chưa? Vâng, cháu đã làm rồi cô ạ. Cháu bón với lượng bao nhiêu cho 1 hectare? Cháu bón với lượng 500-700kg trên 1 hectare. Như thế là cũng đảm bảo. Oxit canxi hay còn được biết đến với tên gọi phổ biến là vôi. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, sử dụng vôi hợp lý sẽ có tác dụng cải tạo đất thông qua khả năng hạ phèn, khử chua cho đất. Đồng thời với đó, vôi còn có tác dụng khử trùng và phòng trừ nấm bệnh hại cho đất. Vôi cung cấp canxi và làm tăng khả năng phát triển cho bộ rễ cây. Việc bón vôi vào đất và hố trồng cây cần thực hiện trước khi bón phân chuồng để tránh làm mất phân đạm. Cái hố như này là đạt yêu cầu rồi. Vâng. Vừa chiều sâu vừa chiều rộng. Sau này chúng ta có thể trộn phân và chúng ta trộn đất chúng ta cho xuống đây được. Vâng. Là không biết là những hố tiếp theo thì là chúng ta sẽ đi kiểm tra một vài hố nữa. Vâng.
Ở đây thì anh trồng khoảng cách, đào hố khoảng cách như nào anh nội? Đây đào hố khoảng cách là 5m, 5m. À, với cái khoảng cách 5m, 5m thì chúng ta sẽ đảm bảo đủ cái khoảng là 400 đến 450 cây trong 1 hectare. Vâng. Như thế này là anh ấy cũng đã làm đúng theo yêu cầu. Chứ còn nếu người ta trồng rừng thì người ta sẽ trồng dày hơn. Nhưng chúng ta trồng sau này để 4 năm chúng ta có thể thu hoạch quả để chúng ta bán thì thường nó là mật độ từ 400 đến 500 cây trong 1 hectare. Vâng. Thế còn nếu mà họ trồng rừng thì họ mới trồng dày. Vâng. 8 đến 900 cây. Vâng. Tiêu chí đào hố cũng như kích thước là đã đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra tiêu chí tiếp theo là về cái khâu chuẩn bị phân bón của anh. Anh nội cho biết, hiện tại hố trồng cây dổi của gia đình anh mới đào xong khoảng 2 tuần nay. Do vậy đến thời điểm này, anh vẫn chưa bón phân lót. Phân chuồng hoai mục, phân NPK tổng hợp anh đã mua về. Trước sự chia sẻ này của nông hộ, chuyên gia Nguyễn Thị Nhung quyết định sẽ hướng dẫn anh kỹ thuật phối trộn phân bón lót luôn. Theo đó, lượng phân bón lót cho mỗi hố sẽ như sau. Phân chuồng hoai mục là 30kg, phân NPK loại 5-10-3 là 0,3kg. Các loại phân này sẽ được phối trộn với lớp đất mặt rồi đưa xuống hố trồng. Bây giờ anh lấy xô, anh đong khoảng 30kg vào đây. Đổ vào đây cậu nhỉ? Không, cháu cuốc cái đất này ra. Lấy cái lớp đất mặt này, chúng ta trộn với phân. Thế, chúng ta đổ phân chuồng vào đây. Đấy, cháu cho tiếp vào khoảng 30kg. Cháu ra cháu lấy 0,3kg phân NPK loại bón lót. Cháu đã cân đủ 0,3kg phân. Thế cháu sẽ trộn vào đây. Vâng. Trộn đều vào đây. Xong lấy xẻng cháu trộn đều phân với đất. Vâng. Phân hữu cơ là phân bón rất tốt cho cả đất lẫn cây trồng. Hàm lượng hữu cơ được bổ sung từ phân chuồng sẽ giúp tăng khả năng giữ nước, giữ phân bón cho đất. Mặc dù có chứa phong phú các chất dinh dưỡng khoáng đa trung vi lượng, nhưng tỷ lệ này lại không nhiều. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, việc phối trộn thêm phân NPK sẽ giúp đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của cây trồng hơn. Khi mình cho phân trong hố, mình phải lưu ý những cái tác dụng như nào cô nhỉ? Khi cháu cho phân xuống hố thì trong quá trình mình cho như thế này thì phân và đất nó đã lẫn lộn vào nhau rồi thì chúng ta cho xuống hố. Sau đó thì chúng ta lấy một lớp đất mặt chúng ta phủ lên bởi vì phải 2 tuần nữa chúng ta mới trồng cây thì để cho phân nó không bị bốc hơi, nó không bị rửa trôi. Đấy, và chúng ta nhớ được cái hố chỗ này. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, lấy đất đậy phân bón sẽ giúp phân không tiếp xúc với không khí và ánh sáng mặt trời. Nhờ đó, đạm trong phân sẽ không bị bốc hơi, dinh dưỡng trong phân bón được bảo toàn. Thưa quý vị, thưa bà con, những cây dổi giống này mới được anh nội đưa về gia đình khoảng 50 ngày nay và hiện tại thì theo anh chúng đã sẵn sàng để đưa đi trồng trên khu vực đồi của gia đình anh. Vậy thì không biết những cây dổi này đã đảm bảo tiêu chuẩn để có thể đưa đi trồng được hay chưa? 1.000 cây dổi giống này được anh nội đặt từ nhà vườn cách đây khoảng 1 năm. Để cây quen khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng và nước tưới tại Bình Hẻm, anh nội phải huấn luyện cây trước khi trồng như thế này. Thì về mình cũng đã ươm lại khoảng luyện cây được khoảng 3-40 ngày rồi. Chắc điều kiện khí hậu ở đây thì chắc cũng tốt. Họ đã trồng cách đây bao nhiêu năm rồi. Vì đây là cũng chắc địa hình cùng huyện thì chắc nó cũng khí hậu nó chắc cũng giống nhau thôi. Để cây dổi về sau sinh trưởng, phát triển và cho năng suất tốt, cây giống ban đầu cần đạt những tiêu chuẩn như sau. Anh nội cho biết, cây giống dổi của gia đình anh đã được lấy từ một cơ sở sản xuất cây giống thuộc xã Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình. Sau khi thu hoạch, gia đình anh sẽ liên kết tiêu thụ hạt để chế biến cho cơ sở này luôn. Cơ sở này lấy mắt ghép từ những cây đầu dòng đã được Phòng Nông nghiệp huyện đánh dấu và cấp chứng nhận tại xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn.
Như vậy, tiêu chí đầu tiên về giống, chuyên gia Nguyễn Thị Nhung cho là đạt. Có cái cây như cháu lấy ở trên nhà vườn mang về như này là có đạt yêu cầu tiêu chuẩn chưa? Theo cô thì cái cây này thì đường kính của cái thân, cái gốc này cũng khoảng là 0,3 đến 0,4cm thì cũng đạt yêu cầu. Và cái chiều cao của cây cũng từ khoảng 0,5 đến 0,6m thì cũng đạt yêu cầu. Và cái mầm thì mọc nhìn chung là khỏe mạnh và không có bị cái hiện tượng là sâu bệnh gì. Thì nhìn chung các cái cây giống của cháu là đạt tiêu chuẩn. Cô ơi, cho cháu hỏi là cây có thấy có cái lá với cây nó hơi vàng vàng một tí này có ảnh hưởng gì không ạ? Bởi vì chúng ta đã mang về chúng ta luyện ở đây được 40 ngày rồi thì nó sẽ trông có vẻ như nó vàng, nó cằn, nó không có cái màu xanh tốt như ở trong cái vườn ươm. Thì nó không ảnh hưởng gì, nó cằn, trông nó vàng, nó cằn, nó cứng cây như thế này. Thì chúng sau khoảng độ 2 tuần nữa chúng ta đặt ra ngoài đồng đấy, thì nó sẽ rễ của nó ở đây. Nó sẽ bén được cái phân mà chúng ta đào hố, chúng ta bón lót mà chúng ta đã để ở trước đây 2 tuần rồi. Thì phân nó đã được luyện vào đất, nó đã bám vào keo đất. Và khi rễ chúng ta đặt xuống nó bén thì nó sẽ gặp được phân. Thì nó sẽ hồi xanh trở lại. Chứ chúng ta không sợ là màu nó vàng, hơi hơi vàng như này mà nó không không tốt, không đảm bảo. Huấn luyện cây là quá trình đưa các cây giống từ trong nhà lưới ra môi trường bên ngoài. Việc làm này sẽ giúp cây thích nghi dần với điều kiện ngoại cảnh, từ đó cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu và tỷ lệ sống ngoài thực địa. Trong thực tế thì đa phần cây giống sẽ được huấn luyện tại nhà vườn cung cấp. Nhưng trong một số trường hợp, cây giống sẽ được người mua tự huấn luyện. Từ cái lúc mà cháu mang cây giống về đây, đấy, thì cháu để ở đây thì cháu chăm sóc như thế nào? Thì từ hôm cháu mang cây giống về thì cháu cuốc xới đất ra xong từng luống bỏ cây vào. Thì cây thì mới lấy về nó cũng khô héo. Thì cháu phải lấy lưới để che nắng. Hôm nào trời nắng to gắt thì cháu che. Và đồng thời là cháu tưới vào mỗi buổi sáng và chiều tối cho cây nó tốt. Thì tất nhiên mình vận chuyển đi thì cũng có thể nó hơi héo một chút. Vâng. Thì chúng ta cũng chỉ cần che 1-2 hôm đầu thôi. Vâng. Thế còn những hôm sau là chúng ta phải để cho nó thích nghi với vâng. lại hoàn toàn tự nhiên. Vâng. Nghĩa là nắng trời, mưa trời tự nhiên thì sau này nó ra ngoài kia nó cũng sẽ chống chịu được với thời tiết. Thì, vâng. Và cháu có bón phân hay cháu chỉ có mỗi tưới nước đây không? Đây là cháu chưa có bón phân gì. Chỉ đúng rồi, chúng ta cũng không cần phải bón phân thêm. Vâng. Đấy, trong cái mấy chục ngày chúng ta luyện nó ở đây. Vâng. Để cho nó quen với ngoài trời thì khi chúng ta đặt cây vào kia thì nó sẽ có phân bón ở kia để nó có dinh dưỡng và vâng, phát triển. Vâng. Như vậy ở tiêu chí thứ 3 về cây giống của gia đình anh nội, chuyên gia Nguyễn Thị Nhung cũng đánh giá là đạt. Vâng, thưa bà con, mặc dù là việc xử lý hố trồng cây giống của gia đình nhà anh nội vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên thì để giúp anh nội trong thời gian tới nắm được kỹ thuật trồng và giúp các cây sinh trưởng phát triển tốt hơn, thì chuyên gia Nguyễn Thị Nhung vẫn quyết định là sẽ hướng dẫn cho anh trồng một vài cây để có thể anh nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rồi. Để cây dồi có tỷ lệ sống cao, theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, anh nội và bà con nên trồng cây vào hai thời vụ là vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 3 hoặc vụ thu là từ tháng 8 đến tháng 9. Lúc này tranh thủ những thời điểm có mưa, đất ẩm bà con nên trồng cây để cây nhanh bén rễ. Thôi như thế là được rồi đấy, chúng ta ước nó chỉ sâu khoảng trên mặt đất một chút. Đấy, bây giờ xé bầu. Xé cái bầu này. Vâng, cháu xé. Thì hôm nào chồng xé thì có dao lam. Có dao lam theo để xé cho nó dễ. Đặt xuống đây. Và khi chúng ta đặt xuống cái hố này rồi thì chúng ta phủ đất nó vượt qua cái của gốc cây này khoảng 2-3 cm. Đấy, và chúng ta phải nền chặt đất.
Và nếu như mà ở đây, ở một số vùng mà có thường là có mưa to, gió lớn vào cái vụ này thì chúng ta có thể cắm một cái cọc và chúng ta buộc để cho cây nó cố định, nó không bị đổ ngả nghiêng. Đấy. Việc trồng cây dồi cũng tương tự như những cây lâu năm khác. Trồng đúng kỹ thuật, cây sẽ mọc thẳng và có những điều kiện phát triển tốt nhất ngay từ ban đầu. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, khi trồng cây, anh nội và bà con cần vừa phủ đất vừa ấn chặt. Lớp đất phủ kín và cao hơn bề mặt bầu cây từ 2 đến 3cm. Lớp đất gần gốc thì cao, còn bên ngoài thì thấp hơn miệng bầu cây một chút. Như vậy khi tưới thì nước sẽ không đọng lại trong bầu, tránh gây hiện tượng thối rễ cây. Lấp thì chúng ta chỉ lấp trên khoảng 2cm thôi. Vì đến khi chúng ta tưới thì có thể nó bị rửa trôi, thì nó chỉ rửa trôi thấp xuống một chút thôi, chứ nó không bị hở cả cái bầu ra nhiều. Thế còn nếu chúng ta lấp sâu quá thì nó lại lấp lên cái đoạn thân thì lại cũng không tốt, bởi vì đoạn thân ấy nó cũng không thể ra được dễ. Được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây một cách tỉ mỉ chắc chắn là một thuận lợi rất lớn với anh nội. 2 tuần sau khi anh chính thức trồng toàn bộ 1.000 cây giống trên diện tích 2 hectare này, anh sẽ không bỡ ngỡ và lo lắng nhiều. Đồng thời anh sẽ xác định được tiến độ và hiệu suất trồng cây. Thưa quý vị, thưa bà con, dồi là cây lâm nghiệp, mặc dù có khả năng sinh trưởng và sức chống chịu rất là tốt với điều kiện khắc nghiệt của môi trường, thế nhưng theo các chuyên gia, để cây sinh trưởng tốt, có tỷ lệ sống cao thì ngay sau khi trồng, bà con cũng cần phải có những lưu ý nhất định trong quá trình chăm sóc. Một công việc quan trọng sau khi trồng cây là tưới nước. Nếu như tại nhiều nông hộ, việc tưới nước cho các cây lâm nghiệp và các cây trồng trên đồi chủ yếu phụ thuộc vào nước trời, thì anh nội lại khác. Ngay theo tư vấn của chuyên gia, anh đã quyết định xây bể nước này. Theo anh, với lượng nước dồi dào lấy từ các mạch nước ngầm chảy xuống, các cây dồi mới trồng sẽ luôn được cung cấp đủ độ ẩm cần thiết. Cái nước này cháu lấy từ ở đâu? Cháu thử nói cho cô xem cái nguồn này từ đâu. Cái nguồn nước này cháu lấy từ trong khe núi nó chảy ra cô ạ. Và cái nước này cũng đảm bảo cho an toàn vệ sinh, vì những cái dòng nước ở trong khe núi này, nông dân ở đây cũng dòng về để ăn uống bao nhiêu năm rồi. Nhà máy không có, khói bụi thì cũng không. Thế cho nên là theo cô thì cũng được. Và cái bể này cháu xây thì khoảng bao nhiêu khối? Cháu xây bể này 15 khối cô. Hai cái bể này là 15 vâng, khối? Vâng, cùng 15 khối. Thế thì cái lượng nước này cũng tương đối lớn để tưới cho cây. Cây dổi thì nó là một cây rừng trồng tự nhiên, thì nó cũng không cần nước mình tưới đâu. Nhưng bây giờ là mình huấn luyện, mình trồng thành kinh doanh. Cái mật độ nó thưa hơn. Thế và đương nhiên là cái độ che phủ đất nó không dày như ở rừng trồng, cho nên là chúng ta chắc cũng vẫn phải tưới bổ sung. Thì theo tôi là cháu chuẩn bị cái bể nước này thì cũng có nhiều thuận lợi cho chăm sóc cây dổi, nhất là ở cái giai đoạn đầu nó chưa khép tán. Và vào những hôm nắng hạn thì vẫn cần phải tưới nước, hoặc vào các cái đợt phân bón của 2 đợt trong một năm đấy. Thì nếu không có mưa thì chúng ta cũng vẫn phải tưới để cho đất nó ẩm, thì để cho phân nó ngấm vào trong đất. Với cây dồi mới trồng, thời gian đầu khi cây chưa bén rễ, theo chuyên gia, anh nội cần đảm bảo lượng nước tưới vừa đủ ẩm. Trong tuần đầu tiên nên tưới mỗi ngày cho cây một lần vào sáng sớm hoặc chiều mát, mỗi lần là khoảng 10 lít nước một gốc cây. Sau đó cách 2 đến 3 ngày tưới một lần cho đến khi hết tháng. Khi cây đã phục hồi, bén rễ hồi xanh, sẽ tưới thưa hơn, tuy nhiên phải luôn đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết cho gốc cây. Làm sạch cỏ gốc, đồng thời tủ cỏ khô xung quanh gốc để giữ ẩm và chống xói mòn. Đồng thời, anh nội cũng cần lưu ý tới chế độ dinh dưỡng bón cho cây. Sau khi trồng cây dồi xong thì 3 cái năm đầu là cái năm kiến thiết cơ bản. Thì người ta chỉ cần chăm sóc bón phân vào, người ta chỉ cần bón phân vào 2 đợt. Nghĩa là vào đợt tháng 2 và tháng 3 và đợt tháng 8 và tháng 9 trong một năm là được. Với những chế độ chăm sóc tốt, theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, cây ghép sẽ bén rễ hồi xanh sau khoảng 1 tháng. Và sau khi trồng khoảng 3 đến 4 năm, cây sẽ cho thu hoạch. Hôm nay có chuyên gia về tư vấn kỹ thuật cho tôi trồng cây dồi, thì nhất là tôi rất cảm ơn, thứ hai là cũng hiểu được một số kỹ thuật về chăm sóc cây trồng vườn ươm, thì tôi cũng mong sau 4 năm sẽ ra hoa đậu quả, sẽ cây sẽ có kết quả để mình thu hoạch để thêm kinh tế gia đình hơn nữa. Khởi nghiệp vốn là hành trình nhiều gian nan và vất vả, có những lúc khó khăn, có những lúc mỏi mệt. Nhưng hy vọng rằng với sự giúp sức của các chuyên gia và kênh VTC16, hành trình đó của bà con sẽ bớt gập ghềnh hơn.